mà đi câu được chắc sướng. 700 triệu. 700 triệu một con cá. Con này đi câu mà giật được nha. Vé cần câu luôn. Nó béo kìa. Con này đây con hồng là bao nhiêu đây? 300 à? Con này 500. Con đó lừa là 500 à? Đó lừa 500 triệu đi à? Ừ. Máy mình vào bên đây nó thành màu khác. Ngon rồi, nó quay màu nó thực tế rồi này. Nhưng mà qua cái lớp nước này nó vẫn bị chặt màu đúng không? Con này mất hết nước. Nó chỉ là mắt thường nó rất là rõ màu, nhưng mà qua cái lớp nước này nó vẫn bị chặt màu. Ôi chú cá này. Ôi chú cá này ăn không ghê nữa, à, nó này có má này. Con này giống một chép Việt Nam nhỉ? À. Ôi cái màu đẹp thế. Bây giờ bán vé là gọi là 100 ngàn một vé, 200 ngàn một vé thì cũng tắm cái cá. Ở cái hồ này này. Chạy xuống tắm luôn. Hồ 2. Hồ 200 tỷ mà. Muốn nó hút cho cái là thôi thở hút ra. 25 tỷ chứ. 25 tỷ. 22 tỷ. 22 tỷ cái hồ cá này thôi. Tính giá trị cá rồi đấy. Gọi cá như gọi gà. Con đen là bao nhiêu? Con đen là mấy trăm triệu, 300 triệu à? Mình ngồi im mình cũng tìm đâu lại. Mấy con này chắc mấy chục triệu. Màu nó không đẹp. Con này màu phổ biến này. Có rất màu gì. Cho người ta có tên gọi hết chứ mình à, những cái loại cá này là tùy vào nước nha. Nó sẽ nó nước sẽ đồ ăn. Ừ, nước đồ ăn nó sẽ ôi con cá vàng đẹp quá này. Cá nó có giá hơn cái mạng mình. năm trăm con này 500 này mọi người. Ui má ơi đẹp quá. Hello, hello bạn vàng. Trời ơi cái màu của nó này. Màu của nó thích người đúng không? Người ngồi đâu nó tưởng cho nó ăn đấy. Ồ cá đẹp ấy, con cá nó có dần có cái quần ấy này kìa, nhìn đẹp quá. Có vần kiểu có dân. Người ta nói nhầm, người ta nói lại. Đó, nó lại kìa. Nó lại. Hello, hello. Các em. Vỗ tay, vỗ tay. À, vỗ tay đi ra. Ôi, trời ơi. Nó tưởng cho nó ăn. Vỗ tay nó tưởng cho nó ăn kìa. Dễ thương quá. Vỗ tay nó bu lại hết à. Đây là nó đi lại này, nó đi lại này. Ôi, ôi, ôi. Mấy anh. Nghe nhỉ. Ra 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 ra. Ủa sao nó mình vỗ trên này mà nó nghe được ha? Sống lắm. Ghê thật. Rồi. Nó ở dưới nước mà nó nghe được luôn á. Vỗ đủ nhỉ? Vỗ đủ cho cá đã thôi. Lâu lại. Vỗ đi anh, canh vỗ đi. Đưa đây cầm cho vỗ đi này. Ờ nó quen tiếng vỗ à. Ghê nhỉ. Hết ăn rau má rồi à? Đây. Nó ăn rau má đấy các bạn. Rau má này, rau má nhập nó ăn luôn. Trong đấy thì tôi nhìn vỗ ra đây. Có gì bụi vỗ nè. Không, không có tác dụng gì hết. Lại kìa, nó lại kìa, lại kìa. Ô cái em à. Đấy cưng à. Ôi. Ôi. Ui con này. Má ơi, đẹp quá. Đó phải rớt cái dây này. Có cái dây trong túi rồi sao? Ôi, má sắp kính rồi, bỏ xuống. Bỏ kính đi. Ôi. 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 Các bạn ơi. Ôi.
ơi, ngồi đây ngắm cá là thấy cuộc đời sung sướng à. Sướng gì cá nhỉ? Hello, cá chép Việt Nam à. Ôi, thương quá trời. Ôi em này. Nó lùi rồi, lùi rồi. Đây. Đây. Đây nè. Đẹp chưa? Ồ, con này đẹp ghê luôn. Trắng pha cam này. Bình này giống cá ngừ luôn. Ồ, nó vào rồi đó. Nhờ tiếng vỗ đùi của anh hay là nhờ tiếng con ác nhỉ? Wow. Ngồi đá có cục cỏ nè. Bể đá kìa, bể đá kìa. Thích cá bự này ghê luôn. Ừ. Cá này bắt thêm ông gì vào con. Ôi giời ơi. Sang trong kiểu đấy là ông dương. Sao lại sang miệng thế? 700 triệu mà bảo là ông dương không? 700 triệu mà ông dương hả? Cá này là cá phong thủy không ấy. Cá là quan niệm của người Nhật ấy là cá to là cá phong thủy mà không ăn những tài lộc người kia. Cái này cá chép, chép Nhật Bản. Giống cá tắm quá hả? Ừ. Hello em. Xin chào. Mày lớp cái máy tao nó cảm chịu. Mày mở mắt lên rồi. Ừ, quay trên cái iPhone. Wow. Oh my, what the fuck. Cái gì vậy? Nó vậy hả? Nó mới nhảy lên. Phải có cái màn biểu diễn hả? Ui, nó vào chưa? Chụp ảnh không Diễm? Toàn cảnh hồ.